Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi có những phát biểu đanh thép, trực tiếp chỉ đạo hàng loạt chuyên án lớn, bắt nhiều đối tượng cộng cán, trong đó có đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường. Từng cầm đầu chuỗi đường dây buôn lậu cực khủng. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết để biết quá khứ khét tiếng của bà trùm 10 Tường. Ông Đinh Văn Nơi triệt phá đường dây buôn lậu khủng của 10 Tường. Rạng sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, nguồn tin trinh sát từ biên giới báo cáo trực tiếp cho ông Đinh Văn Nơi. Thời điểm đó, ông đang mang quân hàm đại tá và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Có nhóm đối tượng sẽ vận chuyển số lượng lớn vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam. Thời điểm ấy, do giá vàng chênh lệch khá cao giữa Campuchia và Việt Nam, nên các đối tượng buôn lậu bất chấp sự mạo hiểm và vi phạm pháp luật để tìm mọi cách tuồn vàng lậu vào nội địa. Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng trinh sát bám sát biên giới, nắm chặt tình hình, tổ chức nguồn tin chính xác, phục vụ tốt nhất cho công tác đấu tranh bắt giữ. Nhiều tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhận lệnh phối hợp chặt với Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 3, bố trí lực lượng bí mật bao vây, đón đầu tại các ngã đường kênh rạch giáp biên trở lệnh. Đến trưa cùng ngày, trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy di chuyển theo hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, các đối tượng cặp xuồng máy vào bờ, cắt cử người canh coi. Các đối tượng còn lại khuân vác các bao tải bọc ni lông màu đen lên bờ. Nhận định thời điểm vàng để bủa vây đã đến, các tổ công tác tiến hành áp sát kiểm tra các đối tượng. Do cánh đồng mùa khô vùng biên giới trống trải, các đối tượng nhanh chóng phát hiện lực lượng công an nên bỏ chạy. Ngay lập tức, các tổ công tác ập vào khống chế, các đối tượng liền chống trả quyết liệt, một số lợi dụng cơ hội này nhảy xuồng nổ máy tẩu thoát về phía Campuchia. Lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải, sinh năm 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các bao và bọc ni lông có chứa nhiều khối kim loại màu vàng, trọng lượng khoảng 51 kg. Đồng thời mở rộng điều tra xác minh, tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan. Một ngày sau đó, kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết 51 kg kim loại màu vàng vận chuyển qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào ngày 30 tháng 10 là vàng 4 số 9 không lẫn tạp chất. Đồng thời trong quá trình điều tra, đã có 3 đối tượng liên quan đến vụ án cũng đã ra đầu thú. Thời điểm đó, theo giới kinh doanh vàng cho biết, với trọng lượng 51 kg vàng 4 số 9, ước tính trị giá trên 71 tỷ đồng. Nếu số vàng này được vận chuyển chót lọt vào Việt Nam, các đối tượng buôn lậu sẽ thu lợi bất chính với số tiền từ 1 đến vài tỷ đồng, lợi gấp nhiều lần so với buôn lậu ma túy. Tiếp tục quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã thu thập đủ chứng cứ xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, sinh năm 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang, là kẻ cầm đầu tổ chức đường dây buôn lậu vàng, nên ra quyết định khởi tố đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thời điểm này, 10 Tường đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt 10 Tường và các đối tượng liên quan. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, ngày 9 tháng 7 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện An Phú liên quan đến đường dây buôn lậu do 10 Tường cầm đầu thực hiện. 10 Tường đã bị bắt giữ ngay sau đó và được dẫn giải đối tượng về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiến hành tống đạt lệnh khám xét nhà. Cùng thời điểm này, hơn 150 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện An Phú. Tại các địa điểm khám xét, cơ quan điều tra thu giữ được khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu đô la Mỹ, hơn 1,7 tỷ đồng, nhiều thiết bị điện tử, điện thoại, máy tính, đầu thu camera và tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng của 10 Tường và các đối tượng có liên quan đến vụ án. Đặc biệt, sau khi kết thúc đợt khám xét khẩn cấp, có 3 đối tượng xin đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, ngay sau khi biết tin 10 Tường bị bắt giữ, thì 7 đối tượng có liên quan gồm Lê Thị Bạch Vân, sinh năm 1966, Nguyễn Hữu Phước,
sinh năm 1989, Phạm Tấn Lộc, sinh năm 1989, Võ Văn Trung, sinh năm 1980, Mai Thị Ngọc Phấn, sinh năm 1979, Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984, Phạm Thanh Sang, sinh năm 1982, đã ra đầu thú. Trong quá trình xác minh điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định vai trò chủ mưu cầm đầu của 10 tường ở trong hai vụ án trước đó. Trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 đô la Mỹ từ Campuchia về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh là người trực tiếp thực hiện vụ vận chuyển trái phép 470.000 đô la Mỹ. Các bị cáo đều khai nhận 10 tường chính là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Theo đó, vào cuối tháng 6 năm 2019, chính 10 là người đã điện thoại chỉ đạo các đối tượng qua bên Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam. Các đối tượng còn khai nhận từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, 10 tường đã nhiều lần chỉ đạo cho các đối tượng qua Campuchia nhận ngoại tệ đem về Việt Nam. Mỗi tháng vận chuyển thành công, 10 tường trả tiền công mỗi người từ 3 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong các phiên tòa, Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, không thừa nhận hành vi phạm tội. Bà trùm 10 tường vẫn một mực cho rằng mình bị oan, tiếp tục ngoan cố khẳng định bản thân không phải người chủ mưu của vụ án. Chủ mưu thật sự là hai người khác, đồng thời nói mình chỉ phạm tội giúp sức cho các bị cáo, dù biết các bị cáo kia phạm tội và không ngăn cản cũng như không báo cơ quan chức năng. Trước đó nữa, vào cuối tháng 12 năm 2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Bộ Công an cùng các lực lượng liên quan phối hợp đã bắt quả tang 4 đối tượng điều khiển ghe trên sông đoạn thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú chở hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng. Để thực hiện được việc này, 10 tường đã giao cho em ruột là Út Mạnh trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 10 tường đứng sau chỉ đạo và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây. Đặc biệt liên quan đến chuỗi vụ án của 10 tường, có một số người là nguyên cán bộ công an tỉnh đã bị khởi tố, đó là Nguyễn Văn Võ, nguyên thượng tá, nguyên trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy, nguyên trưởng phòng hồ sơ công an tỉnh An Giang và ông Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ công an ở tỉnh An Giang. Hai người này đã giúp sức cho 10 tường thực hiện chót lọt các vụ buôn lậu và rửa tiền. Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, 10 tường thành lập nhiều công ty và hộ kinh doanh để mua bán đường cát, sản xuất đường phèn. 10 tường đã mua đường từ Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Trong quá trình làm ăn, 10 tường đã nhờ sự giúp đỡ của Võ và Sang, lúc đó đều đang là cán bộ công an tỉnh An Giang, để các phi vụ được chót lọt. Để trả ơn, 10 tường đã chỉ đạo đàn em chuyển tiền cho Võ hơn 3,5 tỷ đồng với danh nghĩa làm từ thiện, nuôi cá và gửi tiết kiệm, còn Sang nhận hơn 1,3 tỷ đồng với danh nghĩa làm từ thiện. Ngoài ra, toàn bộ số tiền bán hàng, bà 10 tường không kê khai nộp thuế thông qua việc không xuất hóa đơn bán hàng. Nhờ đó, công ty của bà 10 tường đã trốn thuế gần 760 tỷ đồng, nhiều nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp với hơn 621 tỷ đồng. Cầm đầu chuỗi đường dây buôn lậu cực khủng, bà trùm 10 tường từng có một quá khứ khét tiếng. Hơn 18 năm trước, 10 tường từng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một khách sạn vì liên quan đường dây vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia. Sau đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 10 tường 6 năm tù về tội buôn lậu. Mãn hạn tù, 10 tường quay về quê nhà An Giang sinh sống làm ăn. Từ đây, người phụ nữ này tiếp tục củng cố thế lực, thu nạp đàn em, quay lại nghề xưa. Vốn đã am tường về tình hình buôn lậu khu vực biên giới, nên chỉ một thời gian ngắn, 10 tường được giới buôn bán vận chuyển hàng lậu, tôn là bà trùm. 10 tường thiết lập mối quan hệ mật thiết với hệ thống nhiều cửa hàng kinh doanh vàng ở các địa bàn biên giới, đặc biệt là thành phố Châu Đốc. Để núp bóng cho các hoạt động phạm pháp, 10 tường với lớp vỏ bọc là doanh nhân thành đạt với nhiều doanh nghiệp trong tay. Mặt khác, 10 tường thường xuyên tham gia công tác từ thiện để che giấu thân phận và tạo dựng mối quan hệ xã hội chẳng chịt. Như vậy, tổng cộng chùm buôn lậu 10 tường đã bị đưa ra xét xử đủ 6 vụ án mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố gồm trốn thuế và rửa tiền, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 2 vụ án buôn lậu đường cát, buôn lậu 51 kg vàng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
chiều ngày 13 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án 23 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường. Riêng các đàn em của Mười Tường bị tuyên từ 7 đến 12 năm tù. Tiếp đó, ngày 18 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục tuyên phạt chủ buôn lậu Mười Tường thêm 19 năm tù về tội trốn thuế và rửa tiền. Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Văn Võ bị phạt 11 năm tù và Nguyễn Văn Sang 10 năm tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Đặc biệt, bị cáo Mười Tường phải nộp lại gần 760 tỷ đồng từ số tiền trốn thuế để nộp ngân sách. Bị cáo Nguyễn Văn Võ phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và bị cáo Nguyễn Văn Sang nộp lại hơn 1,3 tỷ đồng. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.